Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát phát tâm ban đầu? Thế nào là Bồ Tát phát tâm lần thứ hai? Thế nào là Bồ Tát trụ bậc bất thối? Thế nào là Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề? Cúi xin Thế Tôn thương xót dạy cho con hiểu. Phật bảo Xá Lợi Tử: Nếu các Bồ Tát phát tâm ban đầu vượt hẳn A La Hán, đã nhận sự cúng dường thượng diệu của tất cả thế gian, trời, người, Atula, vân vân. Nếu các Bồ Tát phát tâm lần thứ hai vượt hẳn bậc độc giác, hiểu rõ tất cả ngã không, pháp không, sự hiển lộ pháp giới bình đẳng chân thật. Nếu các Bồ Tát trụ bậc bất thối vượt hẳn Bồ Tát bất định, chưa thọ ký, nhất định sẽ chứng đắc đại Bồ Đề, tâm không bị phiền não xen tạp. Nếu các Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề, không khởi định được trí nhất thiết trí, vì các Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề, nếu chưa chứng đắc trí nhất thiết trí, thì không có trường hợp nào và không có lý do nào rời tòa Bồ Đề. Lại nữa, Xá Lợi Tử: Ở quá khứ, vị lai, hiện tại, Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề khi chưa đắc trí nhất thiết trí, trong khoảng thời gian đó không rời khỏi tòa này. Lại nữa, Xá Lợi Tử: Các thầy nên biết, nếu khi Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề, tức là ngồi tòa Bồ Đề của Như Lai. Vì sao? Vì Bồ Tát như vậy nhất định chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, hiệu là Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật lợi lạc cho các hữu tình. Khi ấy, Xá Lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật liền thấy vô lượng hàng hà sa thế giới ở phương Đông có vô số Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề, vô số Bồ Tát chứng đại Bồ Đề, vô số Bồ Tát dùng tâm chánh tín giải thoát các nẻo tu hạnh Bồ Tát, và vô số Bồ Tát tâm không nhiễm trước ở tại gia tu hạnh Bồ Tát. Nhờ thần lực của Phật lại thấy vô lượng hàng hà sa thế giới ở phương Đông có vô số Bồ Tát xả bỏ những điều khó xả, đem của cải châu báu cho các hữu tình, vô số Bồ Tát tự chém đầu mình bố thí cho các hữu tình, vô số Bồ Tát cắt mũi tai cho các hữu tình, vô số Bồ Tát chặt tay chân bố thí cho các hữu tình, vô số Bồ Tát trích thân lấy máu bố thí các hữu tình, vô số Bồ Tát rút xương tủy bố thí các hữu tình, vô số Bồ Tát phân chia lóng đốt bố thí cho các hữu tình, vô số Bồ Tát đem vợ con yêu quý cho các hữu tình, vô số Bồ Tát đem ruộng nhà tốt bố thí cho các hữu tình, vô số Bồ Tát đem các loại cầm thú, voi ngựa vân vân bố thí cho các hữu tình, vô số Bồ Tát đem các người hầu nam nữ bố thí cho các hữu tình, vô số Bồ Tát đem thức ăn, nước uống, y phục, ngọa cụ, thượng diệu và nhiều loài tiền tài vật chất bố thí cho các hữu tình. Nhờ thần lực của Phật lại thấy vô lượng hàng hà sa thế giới ở phương Đông có vô số Bồ Tát làm chuyển luân vương hành đạo Bồ Tát, vô số Bồ Tát làm trời đế thích hành đạo Bồ Tát, vô số Bồ Tát sanh về trời đổ sử đa thuyết nhiều pháp vi diệu cho các chúng trời, vô số Bồ Tát từ cõi trời kia mất nhập vào thai mẹ giáo hóa hữu tình, vô số Bồ Tát lúc mới sanh ra liền thuyết pháp vi diệu cho các hữu tình, vô số Bồ Tát vì muốn cứu giúp các hữu tình nên chịu nhiều sự khổ. Nhờ thần lực của Phật lại thấy vô lượng hàng hà sa thế giới ở phương Đông có vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình nên hành cước đi bộ trăm do tuần, hoặc hành cước đi bộ 200, 300, 400, 500 cho đến ngàn do tuần, hoặc hơn thế nữa. Khi đến đó, tùy nghi dùng các phương tiện ân cần khuyến hóa một số hữu tình, làm cho họ dần dần thọ trì 10 thiện nghiệp. Vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình hành cước đi bộ trăm do tuần, hoặc 200, 300, 400, 500 cho đến ngàn do tuần, hoặc hơn thế nữa. Khi đến đó, tùy nghi dùng nhiều phương tiện ân cần khuyến hóa một số hữu tình, làm cho họ dần dần quy y Phật Pháp Tăng Bảo. Vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình nên hành cước đi bộ trăm do tuần, hoặc 200, 300, 400, 500 cho đến ngàn do tuần, hoặc hơn thế nữa. Khi đến đó, tùy nghi dùng nhiều phương tiện ân cần khuyến hóa một số hữu tình, làm cho họ dần dần thọ trì tám giới cận trụ. Vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình hành cước đi bộ trăm do tuần, hoặc 200, 300, 400, 500 cho đến ngàn do tuần, hoặc hơn thế nữa. Khi đến đó, tùy nghi dùng nhiều phương tiện ân cần khuyến hóa một số hữu tình, làm cho họ dần dần thọ trì năm giới cận sự. Vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình hành cước đi bộ trăm do tuần, hoặc 200, 300, 400, 500 cho đến ngàn do tuần, hoặc hơn thế nữa. Khi đến đó, tùy nghi dùng nhiều phương tiện ân cần khuyến hóa một số hữu tình,
làm cho họ dần dần thọ trì các giới xuất gia. Vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, hành cước đi bộ trăm do tuần, hoặc 200, 300, 400, 500 cho đến ngàn do tuần hoặc hơn thế nữa. Khi đến đó tùy nghi, dùng nhiều phương tiện ân cần khuyến hóa một số hữu tình, làm cho họ phát tâm hướng đến quả thanh văn, tình cần tu học hạnh thanh văn thừa. Vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, hành cước đi bộ trăm do tuần, hoặc 200, 300, 400, 500 cho đến ngàn do tuần hoặc hơn thế nữa. Khi đến đó tùy nghi, dùng nhiều phương tiện ân cần khuyến hóa một số hữu tình, làm cho họ phát tâm hướng đến quả độc giác, tình cần tu học hạnh độc giác thừa. Vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, hành cước đi bộ trăm do tuần, hoặc 200, 300, 400, 500, cho đến ngàn do tuần, hoặc hơn thế nữa. Khi đến đó tùy nghi, dùng nhiều phương tiện ân cần khuyến hóa một số hữu tình, làm cho họ phát tâm hướng đến quả vô thượng, tình cần tu học hạnh vô thượng thừa. Nhờ thần lực của Phật, lại thấy vô lượng hàng hà sa thế giới ở phương Đông, có vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới hoặc 10, hoặc 100, hoặc ngàn, hoặc vạn cho đến qua vô lượng thế giới tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc 10, hoặc 100, hoặc ngàn, hoặc vạn cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ tu học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc 10, hoặc 100, hoặc ngàn, hoặc vạn cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc 10, hoặc 100, hoặc ngàn, hoặc vạn cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học pháp nội không, không của các pháp nội tại, ngoại không, không của các pháp ngoại tại, nội ngoại không, không của các pháp nội ngoại tại, không không, không của không, đại không, không lớn, thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh, hữu vi không, không của các pháp hữu vi, vô vi không, không của các pháp vô vi, tất cánh không, không rốt ráo, vô tế không, không không biên tế, tán không, không của sự phân tán, vô biến dị không, không của sự không thay đổi, bản tính không, không của bản tính tự nhiên, tự tướng không, không của tự tướng, cộng tướng không, không của cộng tướng, nhất thiết pháp không, không của vạn hữu, bất khả đắc không, không của cái bất khả đắc, vô tính không, không của cái không tồn tại, tự tính không, không của tự tính, vô tính tự tính không, không của vô thể của tự tính. Vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc 10, hoặc 100, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc 10, hoặc 100, hoặc ngàn, hoặc vạn cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc 10, hoặc 100, hoặc ngàn, hoặc vạn cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định tứ lớp, 10 biến xứ. Vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc 10, hoặc 100, hoặc ngàn, hoặc vạn cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học tịnh quán địa,
trụng tánh địa, đệ bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa, bồ tát địa, như lai địa. Vô số bồ tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc 10, hoặc 100, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học cực hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa. Vô số bồ tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc 10, hoặc 100, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc 10, hoặc 100, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học pháp môn Đà La Ni, hoặc pháp môn Tam Ma Địa. Vô số Bồ Tát vì muốn hóa độ một số hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc 10, hoặc 100, hoặc ngàn, hoặc vạn, cho đến qua vô lượng thế giới, tùy nghi đến chỗ đó, dùng nhiều phương tiện thị hiện, hướng dẫn, dạy dỗ, khen ngợi, khích lệ, tùy hỷ, làm cho họ siêng năng tu học, hoặc 10 lực Như Lai, hoặc 4 điều không sợ, hoặc 4 sự hiểu biết thông suốt, hoặc đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc 18 pháp Phật bất cộng, hoặc 32 tướng đại sĩ, hoặc 80 vẻ đẹp, hoặc pháp không quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả, hoặc vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Nhờ thần lực của Phật, lại thấy vô lượng hàng hà xa thế giới ở phương Đông, có vô số Bồ Tát xuất gia tu hành trong pháp ngoại đạo, không nghe không thấy pháp tương ưng với Ba La Mật Đa, hơn 100.000 kiếp lưu truyền trong vòng sanh tử, không chứng đắc trí nhất thiết trí. Vô số Bồ Tát xuất gia tu hành ở trong pháp Phật, thường nghe, thường thấy pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, thuyết giảng cho người khác, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Vô số Bồ Tát tùy siêng năng tinh tấn cầu pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa không gián đoạn, nhưng không dùng phương tiện nên không chứng đắc. Vô số Bồ Tát tinh tấn cầu pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa có dùng phương tiện nên tùy dụng công ít nhưng mau chứng đắc. Vô số Bồ Tát tu hành các hạnh khổ khó hành, vô số Bồ Tát xả bỏ hạnh khổ, tu hành trung đạo, vô số Bồ Tát đến cội Bồ Đề, vô số Bồ Tát ngồi tỏa kim cang, vô số Bồ Tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui tan rã, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hàng hà xa thế giới ở phương Đông có vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc uẩn vui lạc không vui bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn vui không vui cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc uẩn ngã vô ngã bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn ngã vô ngã cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc uẩn tịnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn tịnh cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc uẩn viễn ly không viễn ly bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc uẩn tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng nhãn xứ thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thường vô thường cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn xứ vui không vui bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vui không vui cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn xứ ngã vô ngã bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ ngã vô ngã cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn xứ tịnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tịnh cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn xứ viễn ly không viễn ly bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhãn xứ tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc, tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng sắc xứ thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thường vô thường cũng bất khả đắc, tuyên thuyết tướng sắc xứ vui không vui bất khả đắc,
Tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ vui không vui cũng bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng sắc xứ ngã vô ngã bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ ngã vô ngã cũng bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng sắc xứ tịnh bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh cũng bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng sắc xứ viễn ly không viễn ly bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng sắc xứ tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát, tuyên thuyết tướng nhãn giới thường vô thường bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ, thể thân ý giới thường vô thường cũng bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng nhãn giới vui không vui bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ, thể thân ý giới vui không vui cũng bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng nhãn giới ngã vô ngã bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ, thể thân ý giới ngã vô ngã cũng bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng nhãn giới tịnh bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ, thể thân ý giới tịnh cũng bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng nhãn giới viễn ly không viễn ly bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ, thể thân ý giới viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng nhãn giới tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ, thể thân ý giới tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc. Vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát, tuyên thuyết tướng sắc giới thường vô thường bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp giới thường vô thường cũng bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng sắc giới vui không vui bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp giới vui không vui cũng bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng sắc giới ngã vô ngã bất khả đắc. Tuyên thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp giới ngã vô ngã cũng bất khả đắc.